Nếu ông tu đúng, đúng theo những gì đang làm đấy,
Như vậy thì chúng ta thấy rằng để muốn tái sanh và phục hồi súc sanh, mình cũng phải có nhân duyên tương ứng với súc sanh. Và chưa hiểu câu đó mà tóm tắt lại, đạo Phật của chúng ta là đạo nhân quả, và công thức nhân quả của đạo Phật là nhân duyên cho ra quả báo. Như vậy thì đến đi trong cuộc đời này thì không thể nào thiếu nhân duyên. Như vậy thì cái bậc Bồ Tát đã vừa mà muốn đi vào trong cuộc đời này quá độ tất cả các người duyên, chung nhớ tất cả các người duyên, và đôi khi Bồ Tát cũng phải nghịch hạnh. Tại sao Bồ Tát phải nghịch hạnh? Thứ nhất, Bồ Tát nghịch hạnh là để thể hiện giáo hóa cho chúng sanh này. Để chúng có biết Bồ Tát vẫn cần Bồ Tát nghịch hạnh không? Bồ Tát thuận hạnh và Bồ Tát nghịch hạnh, phải không? Bây giờ Bồ Tát thuận hạnh thì mình dễ hiểu rồi. Như các ngài Quán Thế Âm là thế chí, ngài Văn Thù, ngài Bổ Thiện, Quán Đại Bồ Tát của Đại Thừa là thuận hạnh. Thì các ngài diệu hoài những pháp ba mật cho chúng ta thấy rất là thuận hạnh, chúng ta dễ tư duy. Nhưng mà quý vị nhớ sư ông Đệ Tam Pháp Chủ xưa và thường có nói rất hay cho Bồ Tát thuận hạnh, còn biết được những Bồ Tát nghịch hạnh không thể tư duy được. Cái hạnh của Bồ Tát nghịch hạnh rất là khó. Tại vì quý ngài tâm thầm còn tùy muốn thể hiện cái xấu để cho chúng sanh thấy giác bỏ chiều liền, mà không phải chuyện đơn giản. Cho nên xin thưa toàn thể tất cả các vị là cái công năng và cái năng lượng của Bồ Tát Thiện Tâm là cái tâm cao nhất của quý ngài rất là khủng khiếp. Và xin thưa toàn thể các vị, Bồ Tát Thiện Tâm thể hiện cho chúng sanh thấy cái xấu đó mà giác bỏ chiều liền. Cái điều thứ hai nữa là Bồ Tát nghịch hạnh đó thì những cái hạnh xấu để làm gì? Để khế ứng cái nghiệp, cái tương đương cái nghiệp của chúng sanh lúc đó thì mới có thể vào quả lộ được. Thì chú hiểu cái đó. Cho nên đó là chúng ta là nhà thờ của mình có hình ảnh của Đức Tiêu Tiêu Diệm, Tiêu Diệm đại sĩ là quan Bồ Tát hóa hóa thân. Nhưng mà tại sao cái nghiệp Đức Tiêu Tiêu Diệm ngày phải cũng hiện ra cái phù hợp như vậy để tương tư cái nghiệp với cái loài nhà quỷ thì nó chào không hóa độ được. Ví dụ như chư thiên là muốn xuống quả này thì chư thiên quay thích đề hoàng nhân phải tương tư cái nghiệp chúng sanh ở quả này chúng ta thì nó giống con người ở quả này, phải không? Chứ không thể nào khác hơn được. Cái chứng điều của nó như này không? Nhưng mà ở trong cái pháp thân nhất thì nhân là chư thiên Bồ Tát định nằm thể hiện cái này nhờ xấu để chúng sanh thấy như vậy, nhưng mà trong cái pháp thân của ngài vẫn là thanh tịnh, phải không? Giống như cha mẹ thể hiện cho một đứa con thấy ở giờ là bị như thế nào đó, phải không? Hoặc là liếm dầu bị cay, liếm thuốc bị mặn, thể hiện cho đứa con thấy đó. Nhưng mà đó không phải là những người vô trí biết rõ vì thể hiện cái điều đó để chúng hiểu rằng đó đó là điều chúng ta thấy là công năng của Bồ Tát. Vì cái năng lượng cứu độ chúng sanh mà hiện thực đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa chúng con một từ cái đó cái này chúng là câu chuyện của Đại Thượng Đạo Nhân đó, thì chúng nhớ không? Đại Thượng Đạo Nhân là ai? Đại Thượng Đạo Giả là ai? Là tiền thân của Ngũ Tổ Hoằng Nhân, nhớ không? Đó là có vị Đại Thượng Đạo Giả là tứ tổ đạo tinh, là ngài cũng đi tìm để mọi người kế họ căn cơ người thi hóa trong thiền tâm. Thì lúc bây giờ là tổ mới đi đến, phải không? Và mình thấy một cái gì của ông ngồi thiền và đối đáp căn cơ vị thơ cũng rất thấy không? Nhưng mà tổ đạo tới nó nói sao? Nói rằng ngài lớn tuổi quá là tao chỉ bắt được ngài còn lớn tao nữa, phải không? Rồi ngài mất trước ta là ta truyền cho ngài sao được, sao nói tiếp được cái dòng phản phật đó là có tiếng gì chứ? Thì cái vị này mới nói rằng được, chị thì ngài đợi tôi nha, ngài đợi tôi. Thì cái vị này mới đi đến một cái cô gái gọi là giàu áo rồi bờ sau ha, đến đó mới xin hỏi cô có thể cho tôi ở giờ nhà được hay không? Thì cái cô gái này nói là sao? Tôi thì cho, nhưng mà cha mẹ tôi chưa biết nên chịu tôi hỏi ý cha mẹ tôi. Thì cái vị mà nói cho cô học biết được rồi, không cần cha mẹ tôi. Thì cô nói cho tôi thì cho
nghĩ cái việc này ngay đó là quy định và phải pháp quá vào cho cái bào thai của cô này, phải không? Pháp quá vào bào thai cô này và cô này sao? Thai của bào thai là không chồng mà không còn. Như vậy thì phải lắm thì mình hơi xa, chịu bao nhiêu cái điều tiết khổ cực và sao đứa bé này ra. Và đứa bé này nó nói là cái đứa nào rất là trang nghiêm và đặt tên là gì? Hoàng Nhẫn. Vậy thì Hoàng Nhẫn là từ ngàn sinh ra từ trong một cái bào thai của cái người mẹ mình như thế. Làm sao khi cái đứa bé này lớn lên đó và gặp trở lại thì bộ đầu tư gặp trở lại đầu tư thì nó đủ cơ duyên quá độ thì tiếp đó đi quá truyền dòng tiền ở thứ năm bộ tổ Hoàng Nhẫn sau này truyền tiếp bộ tổ hai. Thì tóm tắt lại cái câu chuyện đó nó trong cái truyền thông của chúng ta bây giờ có thể đang tạo ra cho chúng ta một cái điều kiện đó là gì, đó là một bậc thánh a la hán, một bậc đắc quả mà liên thang liên dụng giả các phương tiện và không có còn phải sanh gì ở trong quả nữa. Đây cái cuối cùng thì bậc thánh a la hán đó không có còn nhân luân hồi sanh tử. Mình nghe câu chuyện thì mình thấy nó hơi quen thuộc nhất, nó tổ chức thành rõ ra. Nhưng mà một pháp ở trong đó nhắc nhở mình điều tức là khi mà đi đến hỏi cô gái là cô có thể cho tôi ở giờ nhà được không, tức là làm gì gây tạo cái điều kiện chứ không phải tự nhiên là cô vô bào thai là không làm mà phải gây tạo cái duyên người mẹ với đứa con cái đầu tiên của mình phải gây tạo cái duyên để qua cái đoạn đó giá cho cô gái này tức là gieo nhân, gieo cái tạo thiên nhiên vậy đó. Rồi sau đó tác quá thì bắt đầu được khởi tử sanh vào trong cái bào thai đó. Và ở đây chúng ta gọi là gì? Đọt xa. Đọt xa là trước nhà. Đọt xa là trước nhà. Có nghĩa là không có cái nhân duyên giống như những người thấy tội bình thường để mà động viên câu vũ cho cái chất biến tự thái nhưng là cái vật thánh gì vào đời để cứu độ chúng sanh tạo nhân. Tạo nhân là đôi khi á, đôi khi á là trong cái tâm thức mà chuẩn bị ra thai á là trước cái đoạn thai để mà có cái lời lưu lộ để mà vào đời là khi họ đoạn xa tớ tắt lại cái này là gì, có nghĩa là vật thánh xuất thế không còn nhân duyên để mà chi vào trong quả này nữa. Có gì nhớ cái này không? Nào vật thánh ra là cái gì? Sanh đã tử, phạm hạnh đã hành, các việc nên làm đã làm, không còn đến đi trong quả này nữa. Có nghĩa là các ngài có phải là không muốn trở vô làm sao mà các ngài đã đoạn hết các nhân viên, không còn lý do gì để lấy con được. Hiểu ý con nói ví dụ bây giờ bạn đứng đến một ngôi nhà của một người nào đó để giúp đương đủ ngôi nhà đó được khác sao là vô chào hỏi uống ly nước ngồi xuống trò chuyện qua lại đó không? Rồi bây giờ trò chuyện qua lại về ngồi bao lâu, ngồi nửa tiếng, ngồi một tiếng, ngồi hai tiếng, ngồi ba tiếng, rồi đến khi nào câu chuyện còn để nói thì không, nhưng mà đến khi câu chuyện đó cả nó còn gì để nói thì sao, bắt buộc phải về. Thấy không? Thì một cách vui như vậy vào cuộc đời này quá độ chúng sanh theo như vậy đi vào một cách tu đạo hoàng như là hàng a la hán là đi từ phải kiến từ tu đạo hoàng đến a la hán đến cái cuối cùng nó coi như là các câu chuyện chi đồ hạn pháp tổng công nó bắt buộc đi thì muốn ở lại thì phải sao thì câu chuyện nó hay bò giả hay nữa thấy không, thì ở câu chuyện thì phải sao phải tạo câu chuyện mới có phải không. Như vậy thì yếu tố đi đến bỏ cô gái là gì? Tạo nhân có duyên. Và thậm chí đôi khi không tạo được nhân duyên thì là sao? Đó sao? Cái mình tìm cách để mà vào từ đây để mà quá độ chúng sanh. Hiểu cái chỗ này chưa? Đó. Cho nên chính vì vậy mà các món nhân duyên thậm thần nguyên mình hiểu đó đó. Vì nhân duyên này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiêu Phật và Bồ Tát cũng quá độ chúng sanh là phải có nhân duyên đó. Để chúng tin chỗ này không? Như con các vị có nhân duyên với nhau. Hôm nay chúng ta cùng ngồi ở trong đạo tràng này chúng ta với nhau.
bao nhiêu người người ta vào đây nhưng không nghe được, không đáp ứng được cái năng lượng trong tim đó, ta cũng đi về. Còn những người nào muốn nghe được lắm nhưng mà cũng không sắp xếp thời gian được, cũng sao cũng không được nữa. À, hôm trước thì mấy cô Phật tử, nên bên chúng con thì có cái phương tiện đó là đi bỏ đi bỏ ca sa đó, ngủ nhớ là vô cư sĩ có cái gì nhắc cũng đều mắt đi bỏ cô này cứ làm tiếng cô chào người là sư biết được không muốn cũng biết tập của đi thì em không có không những đưa cái chỗ cũng làm cái việc sắp xếp mọi việc là khổ sinh cho khó khăn cũng biết tập của đi thì đưa các vị chiều nay họ sáng có đi được sai công việc sắp xếp ổn định và tự nhiên bận cái thì cái người cha phải tạo ra thuận tiện cái hiệu được để chứng hiểu rằng đó không có đủ cái gì cái duyên cần tạo nhân rồi để chúng nhớ cái nhân là hạt giống duyên là nước tưới phân bón bù trụ phải không, cái nhân mình quan tâm quá chưa không có thì cái duyên nó chút xíu có được thay cho này thành ra nhân duyên đầy đủ. Nhưng có câu gì? Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Nhân duyên hội ngộ thời, thấy đủ nhất, đủ duyên. Mà cái đó con giải với các bạn thì nhớ nhân có bao nhiêu nhân? À, sáu nhân, bốn duyên và năm quả. Đây là tinh thần của nhân duyên. Đây con cũng chia sẻ lại luôn cái gì mà chúng ta phát biểu một vấn đề của Phật học thì nó phải thuộc vào kinh nào đang số mấy bộ luận nào chứ không thể nói cảm tính để tôi nhớ này. Nên cái vấn đề Phật học ngày nay nó đang rơi vào tình trạng đó, tức là nó cảm tính là tôi nghĩ vậy đó, anh nghĩ là cái chuyện của riêng mình nhưng khi mình trình bày với một cái người đối phương thế nào là nhân quả đạo Phật sáu nhân bốn duyên năm quả câu đúng ví dụ như nói người phát nguyện giảng sanh chắc chắn giảng sanh chưa chưa muốn giảng sanh thì phải có sao một con vô niệm Phật tối thiểu giữ thiện căn phước đức nhân duyên giảng sanh thì tốt làm nhiều phước đức nhân duyên giảng sanh nữa nước kia cao như vậy thì niệm Phật là nhân nhưng mà không ổn với nhân thôi nhưng mà rồi phải tạo thế rất nhiều duyên nữa cho ra quả rồi từ quả nó sanh ra báo báo là gì báo là cái chỗ bất tán ăn theo cái quả nó gần đi nó là chắc và quay lại là chúng ta chỉ học về cái yếu tố nhân duyên này thôi để nó nhiều quả thì làm đẹp thì cái nhân duyên này có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta phải đầy đủ cái thời duyên thì mới gặp được cái thế còn rồi đó để cho quý vị nhớ có một cái vị theo một cái vị thanh niên đã chọn giỏi như là cao quý ngày bỏ gia đình bỏ xứ sở ngày chỉ nghe cái tôn hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật kính cái quan đức của Phật mà đi rong ruổi để tìm Phật quý vị nhớ nghĩa không rồi cái vị đó đi ngày đi nghe đi mỗi nơi tìm Phật thì cuối cùng chiều hôm đó mệt mỏi quá lưu trụ tại nhà của một nằm thở thở nước thì cũng ngay lúc đó Đức Thế Tôn cũng quá khổ đến nhà quán thở thở nước rồi hai người gặp mặt nhau phải không rồi chuyện trò qua lại lưỡng đàm nước sát thì nó hỏi ra chư tôn giả ngài là ai vậy nói ta hiểu là Thích Ca Mâu Ni ô có cái từ ngài đó Thích Ca Mâu Ni Phật con rất là ngưỡng mộ ngài, con xin được xuất gia với ngài, phải không? Thì Đức Phật mới nói sao? Được, vậy thì hãy tìm cho tôi Hoa Yên và Bình, Đức Phật, Như Pháp sẽ vào đấy, đến đây con xuất gia thì năm này năm đi, rồi bỏ căn nhà bước ra bên ngoài, anh đi tìm tôi Hoa Yên và Bình, Hộ Pháp để đến xin Phật xuất gia. Thì sự kiện gì xảy ra? Một con nghe hút chết, phải không? Con nghe phút nhớ vì vấn đề đặt ra đây là các vị đệ tử của hỏi Như Lai đọc Đức Thế Tôn như vậy thì anh ta phát tâm xuất gia
mà chưa xuất gia người bị ép chết thì Đức Phật nói dù cho nhân viên căn lập cũng tái sanh được quá trời, những việc quá khứ thì không chịu đâu, phải không? Nhưng mà con gặp đến đó thì con lại sanh đến đó. Vì thời Phật có đến rất nhiều hạn tùy theo, trong đó có hạn hiện tại tùy theo, là Phật chỉ nói hiện tại thì căn tử, hiện tại thì theo râu tóc tự rồi cũng bắt cái gì và ý ra ra mặt con người. Thế thì tại sao cái thấy con này bảo ông này cứ đi tìm ở yêu đó? Vì cái nhân viên của ông này dẫu có gặp được Phật nhưng rất có lòng xuất gia nhưng cũng chưa xuất gia. Thì thấy chỗ này chưa? Mà con số bắt ra 100 tuổi gặp Phật là xuất gia được. Thấy không? Ông vua đi ở cạo tóc coi như là bỏ cái giai cấp của mình để mà gặp Phật xuất gia được, phải không? Để cái việc này gặp xuất gia được thì thấy được nhiều không? Thì tất cả mình gặp Phật là gì? Phải là công nhân duyên qua Phật. Cái gì hay chỗ này chứ? Cho nên chúng ta thấy và dùng cái vô số phương tiện thì khi mà có nhân duyên rồi đó thì tùy cho mỗi trường hợp căn cơ thì có được phương tiện và cách thức. Nói đến đây thì con xin thưa với đại chúng, có sự kiện quan kia thì Phật tử hỏi chúng con đó là quan thế âm bồ tát là người nam hay người nữ? Thưa quý vị, quan thế âm bồ tát là người nam phụ nữ? Ai nói nam chưa ta? Quý vị để con nói không ạ? Cho nên chúng ta phải tư duy
bằng cái gì? Bằng cái bổ số dung, đó là giải thoát và giải thoát. Trong tất cả các hoàn cảnh, cái phương án nào giúp cho chúng sanh giải thoát tối ưu nhất, chứ mình không có được cái gì riêng đó giải thoát. Ví dụ như ở trong bộ nam thì nam hay nữ, thì trong lúc đó cái hình tướng nào cứu chúng sanh giải thoát tối ưu nhất và bộ nam hay sự kiện nào hiểu không các thầy chưa? Đó. Rồi trong đức tính quan âm bổ lùi là quan âm, vậy thì cái quan âm đó là thể tướng hay là quan ngài quan thật? Đó. Quan âm đó là có cái thể tướng quan âm hay là có một nhân vật quan âm thật không? Có. Rồi bây giờ sao không có? Quý vị tu đạt được trả lời thì là mơ hồ. Trước khi muốn có một ai, mình phải xác lập được cái quan điểm của mình. Quan bộ các có hay không? Nhất định có, chắc chắn có. Phải không? Tôi cũng thở nghe nha. Đức cao có như vật có hay không? Nhất định có, chắc chắn có. Mình thở nghe nha. Mình thở được có, mình được sao có được. Đã không có gì. Nhưng mà khi nó quan đến cuối cùng rồi, cái nào đó còn nói rất nhiều lần, thì trung vũ thánh nguyện sứ sứ vũ quan âm, nhà nào có ao nước trong thì hướng được trăm trang kỹ bộ nhà của mình, tâm hai tâm tịnh thì sẽ phản chiếu được ảnh tượng của quan thế âm. Vậy thì cái trăm còn hướng được cho cái ao nước là trăm thật hay trăm giả? Đó, trăm thật hay trăm giả? Nó thật của trời mà nó giả của sai. Tại sao vậy? Tại vì nếu như mà không có chân thật thì nó không có hiện ra trong này. Mà nếu như mình nói chân này không thật, mình đang thứ cái gì? Có phải không? Mình phải hiểu cái này rất rõ nha. Hiểu cái này rất rõ nha. Bây giờ con hỏi quý vị quay trở lại cái thức còn căn bản. Bây giờ khi con mắt mình nhìn cái hoa này là mình thấy cái hoa là thật hay giả? Hả? Tại sao thật, tại sao giả? Hả? Rõ ràng cái hoa là thật nha, cái hoa là thật nha. Nhưng mà chúng ta nhờ biết cái hoa này là giả. Cái hoa thì nó là thật, nhưng khi cái hoa này nó phản thuốc xả sáng nó nhiều trong giọng ngạc của mình, thì mình nhận biết và cái ảnh của cái hoa nó luôn trong cái giọng ngạc của mình, phải không? Chứ đâu phải là cái hoa nó chui vô mắt mình đâu. Vì mình nhận biết qua cái ảnh ảo của bông hoa đó, chứ không phải là hoa thật. Như vậy thì cái ảnh ảo là thật cái giả. Cho nên trong Phật đạo người ta gọi là biểu sắc. Biểu sắc là cái pháp, mà cái pháp đó mình nói nó có không được, mà mình nói nó không có được. Thấy không? Mình biết là nó hiện diện. Cái biểu sắc nó có hiện ra trong ngày hôm đó. Nhưng mà mình chắc nó là thật thì nó đúng. Tại vì mình nhận biết cái ảnh này, còn cái con thật này là con sống, còn cái ảnh là cái ảnh chết. Vì nhớ cho này nha, đừng thấy con này và thầy đi về nhà mà dẫn luôn cái hình ảnh của con này về cái nhà của thầy. Đêm thì nằm thầy ngủ ở trên giường và ô cái con mà trong cái chùa quan đẹp quá, nhưng kỳ thật cái con này đang tàn qua đây là dài tàn tàn cái sáng ngày nào, hiểu không? Đó là thầy thức sống còn cái ảnh luôn trong đầu là ảnh nó chết. Vậy thì cái ảnh đó là tạo cái giả, nó giả thì cũng đúng, tại vì mình nói thật sai, phải không? Cho nên tóm tắt lại là gì? Biểu ảnh. Mình hiểu đó là gì? Tạm thời hạn chế trong lúc đó, phải không? Vậy thì quay lại, khi mà mình hướng từ cái ảnh tượng cái mặt trăng đó, thì cái ảnh tượng mặt trăng đó là thật hay giả? Đó. Giả là bởi vì mình đối với trăng thật, thì mình nói cái trăng hiện trong nước này là giả. Nhưng kỳ thật ra cái ảnh này có hiện trong nước không? Có, nó cầm cái trăng đấy mà, thấy không? Đó, cho nên đó là gì? Vì vũ hành, nó hạn chừng nhất thời trong lúc đó. Còn trăng thật đó, thì nó mãi ngàn năm, phải không? Vậy thì tất cả các sự ước của thế gian này là thật giả? Đó. Thật giả khó nói, mà là nó vì vũ pháp, nó hạn chừng, nó hiện hữu tạm thời như vậy. Còn cái gì nó mới là thường trụ? Thể tâm niết bàn mới là thường trụ. Đại chúng hiểu chỗ này chưa? Rồi, như vậy thì quan âm Bồ Tát có thật không? Thể tánh pháp thân thường trụ của Phật và Bồ Tát có thật. Nhưng mà cái ảnh tượng, cái biểu pháp, cảm nhận của mỗi người có cái năng lực tu tập thì tùy. Phải không? Đại chúng hiểu chỗ này
thôi. Đó là một giải thích là kêu Phật học, bây giờ nó nhắc gọn để hiểu là gì. Học tới thì ai có tu và không học tới thì ai không tu vậy thôi. Ai có cao nước thì tương tự cái mặt trăng còn có thì cũng được. Vậy thì qua Bồ Tát có tập không? Học với những người hướng được cái ảnh tự của qua mình học tập thành tịnh phải không? Còn không tập thì chúng ta tu ta cảm nhận được hiểu của nó như này không ạ? Là hiểu vấn đề đó. Rồi như vậy thì quá khứ hiện tại thì lai qua đời Đức Thế Tôn ra đời dùng vô số phương tiện nhân duyên gọi là ví dụ vì chúng sanh nó các pháp các pháp ấy đều một phần thừa đó. Để nhớ nhớ cái này ví dụ bây giờ cái mặt trăng hiện ra giữa một dòng suối, mặt trăng hiện ra giữa một dòng sông, mặt trăng hiện giữa cái ao nước của nhà tôi thì nó lấp ló nước trong mức độ cao to nhỏ, mặt trăng nó hiện có méo mó khác nhau nhưng trăng Phật bên trên chưa hề thay đổi. Để chú hiểu con nói cái này nghe, có người tu thì cầu Phật linh ít, có người tu thì cầu Phật hiểu linh nhiều, có người cầu hiểu Phật sao có linh, phải không? Tìm theo cái ảnh tượng của mọi người, phải không? Nhưng Pháp thân được chủ lòng là hư không chưa được thay đổi. Như vậy thì các cái món phương tiện lời lẽ nhân duyên ví dụ này diễn bài cho tùy căn cơ chúng sanh nhưng mà còn Pháp thân được chủ lòng chưa được thay đổi, cuối cùng quy về giúp thừa Phật đạo là chỉ dẫn của chúng ta. À, chúng ta phải được rõ như này. Cho nên các chúng sanh theo Phật theo Pháp rốt ráo đều chứng đạt được thế trụ trí. Như vậy thì nhất thiết trụ trí là trước tâm tam trí. Để chúng nhớ không? Mình đi bài mình nhớ phải không? Tam trí nhớ không? Đọc là bài cũ nha. Như vậy thì trí tham danh nè, trí bồ tát nè, trí diệt thừa, trí duyên giác, trí tham danh, trí bồ tát, trí của hàng diệt thừa. Tất cả là phương tiện và cuối cùng sẽ đến gì? Nhất thiết chủ trí. Nhất thiết chủ trí là gì? Nhất thiết chủ trí là cái trí này bao hàm gồm khắp tất cả, không thiếu sót một điểm. Nếu mà nói theo Phật học là phải bỏ gì? Trần sa đọa vô vô minh quẩn. Có thể phá được ngã chấp, nhưng phá chấp thì e là bỏ ta. Bỏ luôn tất cả những cái thành kiến quan điểm trong đó của mình để chúng ta thôi. Và cái này là tương ứng với cả hai chữ học bộ tái luôn nha. Thưa các bạn, chúng ta bây giờ chúng ta nói là học càng nhiều sẽ càng giỏi. Chắc không? Vậy thì thôi được khỏi học. Học khỏi học thì chắc chắn là tệ hơn. Nhưng bây giờ học càng nhiều mà để nó càng giỏi thì cũng chưa chắc. Vậy thì vấn đề là vấn đề là mình còn nhiều chứ mình phải tổng hợp được kiến thức được học. Thì ngày xưa hai vị là Xá Lợi Phất và Một Kiền Liên, hai vị này đồng tu về rủ nhau đi tu phải không? Ngày Xá Lợi Phất đi giữa đường gặp ngày Ma Tát Ma Mu Câu Đệ Giang Cổ chạy về rủ người bạn của mình là Một Kiền Kiền Liên, hai người đến gặp Phật xuất xuất gia, nhớ sự kiện này không? Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Ngài Một Kiền Liên tôn giả, ngài đi vào trong tam trọ, ngài xuất gia với Thượng Tướng Sa Môn dẫn con lâu chứng đắc thánh quả A La Hán. Nhưng mà ngày sau lại có chủ ngài đi tu nhưng mà lúc đó chưa chứng, ngài lại chứng A La Hán sau đó. Vậy thì vấn đề đặt ra ngày sau lại có là trí tuệ để tiếp nhận. Thì tại sao chứng A La Hán sau Một Kiền Liên? Thì trong chú giải đó, chúng con đọc được đó, là các cái vị tôn trưởng có giải thích rằng vì ngày Xá Lợi Phất kiến thức của ngài tôi vô lượng kiếp ngày học rất nhiều, cho nên ngài cần một cái độ dài thời gian để tổng hợp được kiến thức đó để độ dịch. Cho nên thưa các vị đó, tu những kiếp khổ những thọ phải không? Và khi mình đọc làm sao phải tổng hợp được những cái gì đó trở thành gì nhất thiết chủ trí của bọn con là chậm tới bọn con phải không? Cái đó là trí A La Hán cho nó nghe. Rồi đó thì cần sao đó tôn hoặc để tới gì còn giác Phật nữa. Sao lại có các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì cũng đem tri kiến Phật là chỉ dạy chúng sanh, vì cũng đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì cũng làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật. Như vậy thì cái kinh Pháp Hoa này được gọi là hội tam quy nhất, là tổng tài khắp tất cả các tâm hóa cũng như là các cái truyền thống của Phật giáo bộ phái và lúc đó không tìm trở vào con đường nào của người này. Quý về trước cửa, dầu tu pháp môn gì, con đường gì thì cũng phải nên nhớ cái mục đích của Phật ra đời, đó là
nếu chưa đạt được tri kiến Phật thì tất cả những tri kiến còn lại, quả chứng còn lại là tương đối, tri kiến Phật là tuyệt đối vô cùng. Sao lại có hai tâm lại như thế? Rõ biết chúng sanh có những điều không muốn, tâm thân tâm mê chấp, tâm bị trong bộ tâm kia, được cho công nhân viên lời để ví dụ sức phương tiện và bị đó không pháp. À, cái này cũng dễ hiểu ha. Tùy trong cái cơ chúng sanh thì dù cả có phương tiện thì chúng còn thì chúng ta. Như thế, vì vậy chúng ta một phần thừa nhất thiết chủ trì mục đích của chúng ta phải chúng còn thừa nhất thiết chủ trì. Số 20, sao lợi có trong cõi nước ở mười phương còn không có ai thừa hà hú của tâm? Trong mười phương quốc độ không có ai thừa hà hú của tâm, thấy không? Đó là nói là chỉ một lát còn có cái tự nói chi hà chỉ thừa có ba gì hai thừa không nhân chi giác không có cái tự nói chi mà tam thừa chỉ có giác ngộ mà còn được chỉ đại chứ đó là còn thừa. Sao lợi có các thứ còn diễn ra trong đời các trường, nghĩa là kiếp trường, kiếp trường, tiền đạo trường, chúng sanh trường, mạng trường. Như thế, lúc kiếp độ trường, chúng sanh nhơ mạng bỏ sẽ tham lam kiếp canh chọn nơi các căn chẳng lầm cho nên Đức Phật dùng xuất phương tiện nơi một Phật tựa phân biệt nói thành ba. Sao lời Phật, nếu đệ tử ta tự do mình đã la hát của chuyên giác mà không nghe không biết việc các Đức Phật như là chỉ nhau ra Bồ Tát, người này chẳng phải đệ tử Phật, chẳng phải la hát, chẳng phải chuyên giác. Lại nữa, sao lực có các tỳ kheo, tỳ kheo ni đó tự cho mình đã chứng được a la hán là không đốt sao đốt ráo biết bà về chẳng lại quyết chí cầu đạo vô thượng trên bản thánh giá không biết bọn đó là kẻ tâm tự mạng. Vì sao nếu có tỳ kheo tập chứng a la hán mà không tin pháp này quyết không có để ấy trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật? Vì sao sau khi Phật diệt độ những chân như thế người hay bỏ trì nhỏ tự nghĩa rất khó có được. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong pháp này thì tự hiểu rõ. Sao lại có các ông một lần tin, một lần tin hiểu họ thì lời Phật dạy, lời của các Phật như lai không hương vọng, không có người nào khác chỉ một Phật tự tôn. Tóm tắt lại là từ hàng nghĩ người chính tâm vừa đến quyền vừa tất cả đều chấp nơi cái pháp luật nhớ ngã chấp thì dễ khá nhưng mà pháp chấp thì rất là khó pháp. Nên chúng con nhắc qua cái câu đầu tiên ở trong cái phần duy thức đó là gì? Do và thuyết ngã pháp cái phần duy thức trong tổn đấy cho chúng này thấy không? Do và thuyết ngã pháp vì tất cả các cái danh từ còn học của mình đang học cái đây được gọi là chân chân đế, còn các danh từ bên ngoài là tổn tổn đế, chân đế là huyền tuyệt đối, tổng thể là tương đối. Khi vậy mình nói chân thế là bởi vì đối lại với tổng thể. Mình nói nó tuyệt đối là bởi vì đối lại với tương đối. Nhưng mình còn chấp hai chữ tuyệt đối chưa phải tuyệt đối. Chấp hai chữ tuyệt đối chưa phải tuyệt đối. Ví dụ như bây giờ mình nói cái này là hạng nhất, hạng nhất chỉ đối với hạng nhì. À, nhưng mà khi mà nó dứt thừa duy nhất chỉ có một trường đó thì nó có hai một trường đó so sánh thứ nhất. Có phải không? Ví dụ như bây giờ trong lớp này con nói là con chấp tài nha, mỗi chiếc kỳ thi cô thì học giỏi lắm, cô đạt được điểm cao nhiều lớp chỗ tài thì cao thì như vậy thì cô vui mừng thì chú thắng này chứ không có ai tôi được thành tích chứ một kỳ thật ra mình không biết rằng cái nặng nhất là bởi vì nó đối với gì cái người nặng kỳ nặng hai nặng ba người dở lớp thấy không? Và bây giờ cái nặng nhất của lớp này mình đi sang cái lớp học lớn hơn. Ví dụ mình đi từ các trường mình ra các gì thành phố ra cao các tỉnh thì mình còn nhất nữa không? Chưa chắc. Tại là cái gì? Như vậy thì khi mà mình duy nhất chứ còn nếu mà hạn chế thì chắc mình làm sao mà đi đến đâu cũng còn một mình còn còn có đủ được. Còn nếu như mà còn nghỉ đi thì sao? Còn nghỉ đi thì chưa chắc. Nhất ở đạo một một hạng nhìn thôi để cho hiểu rồi đó. Như vậy bây giờ so cái hạng nhị vừa là tham gia của thiên giác cho đến bồ tát thì là giúp chưa? À, nó không đáng nhận thế vì để giúp này à, phải không? Trong đời là một chút nữa đó thì mình giúp chưa? So với bậc sao mà bậc ví dụ như bây giờ nói nếu mà không chịu đi nói kinh này còn nghĩ má ca la hát đi
thì mỗi thời sau khi chứng quả a la hán thì các vị đệ tử tổ được ngồi ngay trước Phật. Rõ ràng nếu mà nói a la hán ngang Phật thì sau khi chứng quả a la hán các vị đệ tử Phật ngồi ngang Phật chưa? Chưa. Rất rõ ràng chỉ có A Bảo Phật và Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài đã bảo nó cứ hiện ra mời Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi, ngồi cùng còn với A Bảo thì sao? Phật thì Phật nó còn cùng ý như vậy là dấu hiệu cái này không ạ? Cái chỗ Thích Ca là người ngài đã bảo mời cho chưa có gì đó mới một em rồi dần dầu cho chứng đắc quả vị nữa thâm nhâm hay duyên giác thì có được ngồi nghe Thích Thế Tôn chưa? Chưa, mà cổ phải thính pháp từ kim khẩu Đức Như Lai rõ ràng nên hiểu cái ý mà khi có ngày ra bắt đầu mời ngày Đức Cha lên tòa hỏi là đứa con còn ai này mà không được ạ? Trong tất cả các bộ phái bây giờ chịu chịu là cái ý kiến của mọi người nhưng mà sự thật là như vậy và chứng đắc cái quả tâm gia như chân hay là duyên giác hay là quyền thừa bồ tát thì cả ba thừa này không thừa nào được mà nghe Đức Phật đó. Vậy thì rõ ràng là chỉ nhất ở trong gì, trong tam giới, trong loài người đó, trong sinh hoạt trong tam giới